Ôm ớt xa tổ, tổ ta rịp cả bầy chân nắm tư tuột bàn côn bì nè. Mác giàn xô ní tá bàn xâm ra côn bảo tí bì cả bì vlê mong bàm bây giúp ngay tìm một hình mùi xây hà, đòi niếng bàn đại chmu thá. Bốn bồ ní tê, hơi niếng mong hành xô cập hiệp lọ thoa mạ đa khả nạ đà xa mây rộ bò niếng cư lốn bồn vị bố hàng nít. Nơi cơ bài ca gia phê rìa chi nịnh, cá dù côn tí bì ní cỏi bèl côn tí mùi rộ bò tô tá đài chì côn bảo miên chmu. Bốn bồ ní tố miễn ai dụ trượt bầy chân nằm, hơi niếng bạn đọc luôn tranh vì xa lập bác sơ tài tàng sống tăng vì cỏi riêng cá, tăng vì thường ngày tì đọc ra mùi mỹ nê bì bò một hầy mộng lẻ. Đôi nghĩa tờ thuê chùm nuôi lụa cường ả lăng cá nợp xa tùa sân cải, nâng bớ cả sĩ thàn trên trăm cố nợ đồng bòn chê phân nông nợ khát mùi chùm nuôn. Bốn tái môn xâm ra côn tì bì ní tô tà thờ lập rạp thá niêng mần mên bạc đạch luôn vì xa lập bạc tàng sống lời, bố cư nợ tài bần tò ca nghe ná. Đã khai khai đó đài là vị xác cư ca thọ sport khả nạ đài là sva mây niếng lột vị bố của ổ an thá. Ca đài miên sva mây rộ bọt đà ra srei mần mến sốt tại bánh trẻ tha niếng bánh chọc ai chếp xa lập bạ lời. Bụi tàm lột xung kết khớnh, ốc xa côn cây nha miên sva mây nâng côn hới mần mến nâu tái. Miên phán mần quam trò tê cứ quam trò trần nó đài là. Mạc xanh xô ni tá thật khả nông châm nôm đà ra sấy, đài dô côn là khả nông châm nằm thó, rứ châm nằm tuần xài nỉ miền đôi chia ốc xa côn cây nha xâm xô li cá. Cung chăn rạp thả, đài khả nạ đài chơi rơ dô phá lứ, sva mây chia thả kè phá lực cảm đôi khả nế. Tân nâng nẹ niếng, linh linh, lái xa nịch tả. Nâng lái xa nị ca chế đầm, bà phốc bàn ở đằng thá tô ta nơi tạm dô côn sấy nơi châm nằm bần tòa tiền, hạt nế niếng căn ta rì dê rì dê. Khlang bì xa lập bạc chá rư chên tạ đoàn cá đọa thói bì cá xâm đánh tay mất đồn bù sva mây niêng cư chê nẹ bù cài rốt xí nâng chong bùng rịnh mục chùm nuôi bằng thèm tiền. Bà tua chìa môn ní hàng cường xâm mất ở bọn niêng đà krong chạp bậc nơi cực khăn nơi rịt thịnh nịp nông bánh nụ trở bàn chọp kén nâng bất ti tăng chìa chân cất đấy. Tay niêng bàn nghệ tờ rốt xí mục rộ bọp xênh vinh bì xách cư cường ả lăng cả bù mặt đài niêng cư chê nẹ Mạc xanh xô ní ta chia đà ra xâm đánh thơ lọp lịch thơ lố mà nẹ đài là cỏ sọc bàn tù ái thùm thùm chia bàn tốp ấm lòng bèl niêng nở liều vấn tay niêng đọa chất mân rụi lây bèl bạch chòm thả cái ấn cổ phí chớ. Lúc bòl vị bồ đã thơ lọp đòl ở niêng chia đầm nành tù ái chia bàn tốp nút rồi hốt niêng phát châu xâm nà snai bị ốc nha nâng thả cái xân thả kia mùi chùm nuôn đầm bây bà cố lập bạch đống ôi lúc nịt đòi mần kịch thá lúc Krói miên sva mây chật bầy chân nắm đi kê xứng kết khởi tha, tô ta chi rượt dôn tùm nợp chê chả ơn cơ rương chả lạc nế, hai niêng rù nợp tè vì lai giang bà nợt phong này. Châm này, krom phân lực tờ gò mùi châm nuôn đã thơ lọp hàng tô ta thọt vinh vụ kê nị dây thá, bọn tò bì đà ra xâm đầy rụm nì miên côn bì niêng nâng thơ lẹ. Xâm đành bì tù ai tờ chê tù mà đáy đôi đà rạp xem xinh tiết đại bà tù bày chê tìm của sao xa lập bạc rộ bọc niêng nâng tà lỡ. Hơi xâm rõ mình thả lẽ cho cái đầy. Tại tô ta thơ lọ bạp nẹ dục bồ rùm miên thá. Rương đà niêng bà rõm nụ cư kroi miên sva mây nâng côn cư kì lô lăng cho rột bắn tình tờ thơ vợi niêng bị bạc xân giá ở chế bạc thá. Bè nà vô tờ thơ xâm đành vĩnh bán nụ. Niêng thá sva mây niêng lột vị bố mình hàm khoát niêng nực nông ca xâm đành rương ôi phật tạm đó tây lời. Tù chế lột mềm phật tạm khuôn anh cái đấy. Bồ cư ách. Ôi niêng thua ca nghe xa lập bác tạm chặt chồng.